Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người chơi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Mình là Nhung, đến từ Bắc Linh. Mình tham gia chương trình đã có được thêm kiến thức, hỏi kinh nghiệm. Xin cảm ơn. Sau đây mình sẽ thông qua với bạn một lượt chơi của chương trình. Chương trình của chúng ta có tất cả 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và 15. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân họ đồng hành với bạn. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Thưa quý vị, người chơi của chúng tôi đã sẵn sàng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên: đâu không phải là truyền thuyết hoặc chuyện cổ tích Việt Nam? Thánh gióng, sọ dừa, thạch xanh hay là nàng tiên cá? Không phải truyền thuyết của cổ tích Việt Nam là nàng tiên cá. Tôi chọn D. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Đâu là tên một loài cây cơm khê, cơm nguội, cơm nát hay là cơm khô? Tôi chọn B, cơm nguội. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Những dấu hiệu hoặc biểu hiện của một căn bệnh được gọi chung là gì? Triệu chứng hay là triệu chứng? Dấu hiệu hoặc biểu hiện của một căn bệnh chung là triệu chứng. Tôi chọn B. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 4. Hồ Tơ Nưng, biển Hồ, là hồ nước ngọt nằm ở khu vực nào? Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ hay là Đông Nam Bộ? Hồ Tơ Nưng, biển Hồ, là hồ nước ngọt nằm ở khu vực. Tôi chọn là đáp án B, Tây Nguyên. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 5. Cầu nào sau đây không dành cho các phương tiện giao thông? Cầu Cần Thơ, cầu Long Biên, cầu Hàm Rồng hay là cầu Ô Thước? Xin mời bạn. Cầu, theo tôi nghĩ là cầu Ô Thước. Tôi chọn D. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Bạn đã vượt qua câu số 5. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Bạn sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Xin mời câu hỏi số 6. Phường Bần, Yên Nhân ở Hưng Yên nổi tiếng với đặc sản gì? Nước mắm, tương, mắm tôm hay là muối ớt? Phường Bần, Yên Nhân ở Hưng Yên nổi tiếng với đặc sản tương. Tôi chọn B. Phương án B. Và đáp án đúng của câu này B, hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 7. Huyện đảo nào ở nước ta nổi tiếng với món đặc sản gỏi tỏi? Vân Đồn, Côn Đảo, Bạch Long Vĩ hay là Lý Sơn? Câu này tôi không biết. Tôi chọn quyền trợ giúp, gọi điện cho người thân. Gọi điện thoại cho người thân. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Em xin được trợ giúp cho câu hỏi này là đáp án D. Cô
Tôi xin chọn đáp án là D, Lý Sơn. Đáp án D. Và đáp án đúng của câu này chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Món gỏi tỏi ngon được làm từ cây tỏi đực, ớt, ngò, đậu phộng rang, rau thơm, ăn kèm với bánh tráng nướng. Nước sốt dùng nước cốt dừa, nấu sôi với chuối và cà chua, thêm chút bột năng cho sánh, nêm nếm vừa ăn. Đây là phần công thức chế biến món gỏi tỏi trong. Xin mời câu hỏi số 8. Ca dao có câu: dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng lên công cán gì. Dã tràng thuộc loại động vật gì? Một loài cá nhỏ, một loại cua nhỏ, một loại rắn nhỏ, hay là một loại rùa nhỏ? Ca dao có câu, tôi xin chọn phương án là B. Câu B là đáp án cuối cùng của bạn. Và đây là một đáp án chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 9. Theo quyết định của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á vào tháng 5 năm 2022, quốc gia nào được chọn làm chủ nhà SEA Games 34? Singapore, Malaysia, Indonesia hay là Thái Lan? Tôi xin dùng quyền trợ giúp là hỏi bạn đồng hành. Người đồng hành với bạn, trợ giúp cho người chơi của chúng tôi, xin mời bạn. Cháu xin chọn đáp án D. Cháu chắc chắn với đáp án này. Cho tôi dùng thêm một sự trợ giúp nữa là hỏi nhà thông thái. Hỏi ý kiến nhà thông thái. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Mình xin được chọn phương án B ạ. Tôi xin trợ giúp ở phương án này, ở câu hỏi này là phương án B chắc chắn ạ. Tôi xin chọn phương án này là phương án B, Malaysia. Đáp án của bạn là B. Liệu may mắn còn tiếp tục mỉm cười không? Phương án trả lời chính xác sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Câu B. Và đáp án đúng của câu này B, hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 10. Địa điểm nào vừa tổ chức tour đêm lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2023? Di tích nhà tù Hỏa Lò, Văn miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Văn học Việt Nam, hay là Hoàng thành Thăng Long? Cho tôi dùng quyền trợ giúp 50-50. 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Câu trả lời cuối cùng của tôi là... Cho tôi chọn phương án là B, Văn miếu Quốc Tử Giám. Câu B là đáp án cuối cùng của bạn. Và đây là một đáp án B, hoàn toàn đúng.
đã vượt qua câu số 10, phần thưởng của bạn bây giờ đang là 22 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 11, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn sẵn sàng đến với câu 11 chưa? Lâu lắm tôi mới được ký xét. Và... xin mời câu số 11. Trên đỉnh tháp nghiêng nổi tiếng ở thành phố Pisa, nước Ý có bao nhiêu quả chuông? 1, 3, 5 hay là 7? Câu này xin trả lời là B, 3. Câu B. Và đây là một đáp án. Phương án D. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Và xin thay mặt chương trình, tôi sẽ gửi tặng bạn tấm séc của bạn. Vâng, bạn là một trong những người chơi rất xuất sắc của chương trình Ai Là Triệu Phú. Rất cảm ơn bạn vì đến tham dự chương trình và có một phần thi hết sức xuất sắc. Và đây là phần thưởng rất xứng đáng với bạn.